Chào các bạn yêu mến cờ tướng, cảm ơn các bạn đã đến xem ván cờ tàn cục ba tốt trên thắng đoàn trí tượng. Mời các bạn hãy cùng tôi để khám phá cách thức làm sao mà thắng được đối phương. Trước tiên thì tôi có cái đề nghị là mình sẽ đi hai con tốt đỏ ngang qua và tấn công vào đối phương, ép chân tượng và sau đó tiêu diệt được đối phương. Kế tiếp mình đem tốt xuống. Sau đó mình đem tốt ngang qua. Mình ăn tổ ăn con sĩ. Ngang qua. Xuống dưới. Còn chốt xuống dưới nữa. Ép vào trong. Ngang qua đây. Ăn thêm con sĩ. Đi vào trong. Ép con tượng. Và cuối cùng mình dùng ba tốt được con tướng của bên đối phương. Trong ván cờ này mình có thể tất cả nhiều phương cách để mình đánh, nhưng mà phương cách mà tôi thấy hữu hiệu nhất là mình dùng hai con tốt đi vào ngang bên, tách ra đi vào ngang bên và ép vào tướng và sau đó ăn quân của đối phương.